Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp tại Lào Cai luôn phát huy vai trò trách nhiệm đồng hành cùng các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, phản ánh tại huyện vùng cao Bát Sát. Tuyến đường nội đồng này đang được nhân dân thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì khẩn trương đổ bê tông xi măng. Bà con góp công hiến đất, còn kinh phí cứng hóa tuyến đường được huyện Bát Sát hỗ trợ từ nguồn vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Tuyến đường nội đồng với tổng chiều dài là 410m và đã được đổ cấp phối năm 2020. Đợt này nhân dân thôn Ná Lùng cũng được tổ chức đổ bê tông. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bát Sát luôn nhận được sự hỗ trợ, chung tay góp sức của các doanh nghiệp như công ty M1 thuộc tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học tại xã Sàng Ma Sáo, Nậm Chạc, A Lù. Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 9 tỷ đồng xây mới 180 nhà cho hộ nghèo. Hai công ty cổ phần đầu tư Vạn Thắng ủng hộ trên 1 tỷ đồng. Cùng nhiều doanh nghiệp khác hỗ trợ huyện xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Mẫu xã Trị Thượng. Mong sao là bà con ta sau những cái lần này là tôi giúp đỡ như thế này thì cũng giúp đỡ cho bà con ta này càng ngày phát triển, xã hội kinh tế đi lên và thoát đói thoát nghèo. Ngoài ủng hộ địa phương về kinh phí, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đầu tư mạnh cho lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Đây là hướng đi bền vững, thiết thực, góp sức cùng huyện thực hiện hai tiêu chí thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đó là công ty cổ phần Yến Minh với dự án nuôi cá nước lạnh tại xã Nậm Pung, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dược liệu Tây Bắc đầu tư nhà máy sơ chế, chế biến của Hoàng Stinco tại xã Trịnh Tường, công ty xuất khẩu Liên Giang liên kết với người dân trồng chuối tại xã Bản Vược. Sự đầu tư này tạo việc làm tại chỗ cho đồng bào các dân tộc của huyện. Huyện sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là quan tâm đến việc phát huy nội lực sẵn có từ huyện và các nguồn xã hội hóa đóng góp từ doanh nghiệp cũng như là cái công đóng góp của nhân dân, qua đó thì góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với sự vào cuộc chung sức của toàn xã hội và sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nông thôn mới Bát Sát đang được tiếp thêm nguồn lực và khởi sắc từng ngày.